Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh MERS đang lây lan với tốc độ nhanh chóng, trong thời gian tới, với những ai muốn đi du lịch Hàn Quốc và các nước vùng Trung Đông sẽ bị hạn chế, khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu không tổ chức đưa khách du lịch sang các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch bệnh viêm đường hô hấp Trung Đông MERS-CoV. Theo đó, Bộ đã có công văn gửi tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Du lịch các địa phương, doanh nghiệp lữ hành quốc tế, các khách sạn từ 3 đến 5 sao, đề nghị phòng chống dịch bệnh MERS để đảm bảo an toàn cho du khách và hạn chế tối đa lây lan dịch vào Việt Nam. Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế không tổ chức đưa khách du lịch đến các vùng đang có dịch bệnh MERS-CoV, chủ động kiểm soát những đoàn khách từ vùng đang có dịch bệnh đến Việt Nam. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế cũng cần liên tục cập nhật thông tin về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế, thông tin đầy đủ tới cho khách du lịch.